mở mic thì mình. Mình Luân Nguyên YouTube dài xin chào mọi người và mời mọi người đến với lượt trận playoff đầu tiên của nội dung đôi nam 1950 điểm giữa bốn vận động viên. Vận động viên trẻ chủ tịch diễn đàn tennis Tuấn Hải Sơn tại Đồng Nai. Một diễn đàn rất là thân thương cùng với diễn đàn tennis Infinity là anh Tuấn Hải Sơn sẽ đồng hành cùng với anh là Hiếu Mít, và đối thủ của họ sẽ là Kiệt Sara và Cường K34. Khán giả Đồng Nai đâu rồi? Đồng Nai đâu rồi? Giờ vào xem vận động viên trẻ tài năng đang lên của Đồng Nai thi đấu đây. Chị Trang Hải Sơn đâu mất tiêu rồi? Chị Trang ơi. Cặp đó lên sóng rồi, hai. Đỗ Trọng Hưng ủng hộ bạn Hiếu Mít. Xin chào Lĩnh, Âu Vác, Phạm Thành và các khán giả đang theo dõi livestream nha. Bốn vận động viên đã gần hoàn tất xong những bước khởi động cuối cùng của mình rồi. Nhiệt độ ở trên sân lúc này là 35 độ C rồi, nhưng mà nắng vẫn dịu dàng hơn so với hôm qua rất là nhiều nha mọi người. Chúng ta hãy chờ xem những diễn biến tiếp theo của trận đấu này. Trọng tài thì đã lên ghế rồi. Anh em Đồng Nai đâu hết rồi? Vậy là game đầu tiên thì Cường K34 sẽ là người cầm dây bóng. Ở phía gần màn hình của các bạn sẽ là Cường K34 và anh Kiệt Sara. Còn ở phía xa màn hình của các bạn là vận động viên trẻ Tuấn Hải Sơn và một bóng lỗi. Ở nội dung đôi nam 1950 điểm này thì anh Tuấn Hải Sơn là vận động viên dường như là trẻ nhất đó mọi người. Năm nay anh chỉ mới 18 tuổi thôi. Tỷ số là 15-0 cho Cường K34 và anh Kiệt Thanh Đa. Dĩ nhiên là vị trí của anh Tuấn Hải Sơn chắc chắn sẽ được cặp đôi bên này khai thác rồi. Còn Nguyễn Hiếu Bích sẽ làm gì để gánh anh Tuấn Hải Sơn qua trận đấu này? Ai Đồng Nai chia sẻ cho thầy tóc dài đi. Đúng rồi, playoff nha mọi người ơi. Nhân Đồng Nai, anh em Đồng Nai đã vào rất là đông rồi. Trả giọng rất hay của Hiếu Bích. Không được rồi, pha bắt vô lê của Cường K34 bóng không qua lưới rồi. Đúng là người Đồng Nai đang đánh nha anh em Đồng Nai đâu. Cố lên Đồng Nai, cố lên tài năng trẻ. Anh Nguyễn Ngọc Thái. Đúng rồi, tài năng trẻ đang lên của Đồng Nai nha mọi người, 15 đều. Kịp không? Vẫn cứu kịp thưa quý vị. Kịp không? Hiếu Mít. Không được rồi, pha chỉnh bóng của anh Kiệt Sara, bóng đi quá dài. Tỷ số được nâng lên 15-30. Lát qua Bình Luận Viên ơi, anh Đỗ Thanh Bình xem lại mạng của mình nha. Bình Luận Viên vẫn thấy mạng ok nha. Bình Luận Viên vẫn đang bật điện thoại để xem lại livestream. Trả vào bóng không tốt, vào bóng rất nặng từ phía Cường K34. Xin chào anh Khang Kỳ Hoa, xin chào Nguyễn Công Viên nha. Bác sĩ Nguyễn Công Viên, bác sĩ Viên cũng đang xem trận đấu này. Một bóng lỗi. Bác sĩ Viên hình như là ở nha khoa Sài Gòn Biên Hòa Đồng Nai đó mọi người. Bung trái của tài năng trẻ chúng ta, tuy nhiên thì bóng nó đi quát vợt rồi mọi người ạ. Tỷ số hình như là 30-40. 30-40 đúng không trong tay? 40-30. 40-30 cho cặp đôi Cường K34 và Kiệt Sara. Pha chụp bóng rất nhanh từ phía cái tay trái của anh Tuấn Hải Sơn. Tỷ số bây giờ là 40 đều, chắc chắn là Hiếu Mít sẽ là người đỡ bóng vàng rồi. Đông Hoàng Anh bình luận viên vừa rồi không bình luận giải Hoài Ân Đắk Lắk à. Bình luận viên đâu có đủ đẳng cấp để bình luận những giải của VTF mọi người ạ. Bình luận viên chỉ là bình luận viên phong trào không bằng cấp thôi. Và đó là một pha xử lý gọn gàng của Cường 34, K34. Một cú drop shot bóng ngắn và sau đó bắt anh Tuấn Hải Sơn phải di chuyển. Và phần sân còn lại thì Cường 34, K34 điền vào chỗ trống thôi. Tỷ số là 1-0 cho Cường K34 và Kiệt Sahara. Xin chào anh Nguyễn Phi Anh Vũ nha. Như những giải quy mô quốc gia, những giải lớn như VTF hay của gì đó nữa thì bình luận viên
không đủ đẳng cấp để bình luận đâu mọi người ạ. À. Nên bình luận viên chỉ là bình luận viên phong trào tự phát mà thôi. Được, cũng may mắn là được mọi người yêu thương. Đây, bình luận viên nghiệp dư mà. Xin chào anh Thanh Duy nhé và các khán giả đang theo dõi livestream kết thúc game đầu tiên. Thì tỷ số đang là 1-0, tạm thời nghiêng về cho cặp đôi cầm dầu bóng trước là anh Cường K34 và Kiệt Sara. Mọi người đang theo dõi ngày thi đấu thứ 3. Ngày thi đấu mà từ ngày thứ 7 Chủ nhật là hai ngày thi đấu được mong chờ nhất của giải quần vợt diễn đàn Tennis Infinity tranh cúp nha khoa Bình An Peace Dentistry. Trả bóng ra ngoài của Kiệt Sara thưa quý vị. Tỷ số bóng ngoài có tí xíu thôi. Ngoài chút xíu à. Dạ cảm ơn sự cổ vũ của anh Đông Hoàng rất là nhiều ạ. Tỷ số bây giờ là 15-0 cho Hiếu Mít. Một bóng lỗi, trọng tài đã chỉ ngón tay lên trời rồi. Trả vào bóng ra ngoài, liên tục là những quả vào bóng cực nặng của Hiếu Mít. Kể cả bóng hai luôn, Hiếu Mít vào bóng khá là nặng nha mọi người. Anh vào bóng còng xoáy nhưng mà bóng độ nặng rất là lớn và bóng rất là sâu luôn á. Thường thường giao kiết sơ thì điểm rơi nó sẽ không được sâu lắm, tuy nhiên Hiếu Mít giao kiết sơ nhưng bóng vẫn rất là sâu. Một bóng lỗi. Xin chào hơn 100.000 khán giả đang theo dõi livestream nha. Đó là câu trả lời của Hiếu Mít và một pha bắn thẳng vào vị trí dọc dày của Cường K34 đang trụ ở trên lưới. Tỷ số bây giờ là 40-0 mọi người ạ. Liệu có phải là một game trắng cho cặp đôi Hiếu Mít và Tuấn Hải Sơn? Một bóng lỗi. Xin chào anh Trần Văn Toán. Đó là lỗi vào bóng kép luôn. Pha vào bóng theo Bình Long Nguyên là có phần hơi vội vàng của Hiếu Mít. 40-15. Bây giờ thì nắng nó đã gắt hơn rất là nhiều rồi mọi người ạ. Nắng bây giờ nó không có chiêu lòng vào các vận động viên nữa. Nắng đã tương đương với ngày hai ngày hôm trước rồi. Tự nhiên vào giữa trưa thì nắng nó lại thay đổi một chút xíu. Sáng nay thì mặc dù nắng nhiều nhưng mà nó vẫn dịu dàng. Bây giờ thì không còn sự dịu dàng đó nữa. Một pha quyết định đánh winner dọc dây, tuy nhiên thì bóng nó đi ra ngoài. Tỷ số bây giờ là 40-30. Vẫn còn cơ hội để... Xin chào anh Toán nha. Vẫn còn cơ hội để cân bằng tỷ số. Xin chào Sơn Vải nha. Cài bóng rất sâu. Lên hai lưới rồi. Bóng tốt thưa quý vị. Hiếu Mít vẫn rất là bình tĩnh và áp lực hai lưới không là gì so với Hiếu Mít cả. Một cú passing dọc dày quá đẹp của Hiếu Mít thưa quý vị từ cú thuận tay. Và tỷ số đã được sang bằng một đều. Hai cái lưới của Cường K34 và Kiệt Sara thì cũng không thể xem thường nha mọi người. Cũng trình thầy thợ cả rồi. Bốn vận động viên này thì đều là trình thầy thợ cả, không ai yếu cả. Nhưng mà Hiếu Mít thì đẳng cấp vượt trội hơn so với ba vận động viên còn lại. Đó là một quả smash lùi quá tốt, là bóng quá non của Tuấn Hải Sơn rồi. 15-0. Game tiếp theo, game thứ 3, anh Kiệt Sara sẽ là người cầm dầu bóng. Kỳ này con đứng dậy. Đánh Hải Phòng chơi vậy hả? Trời ơi. Một pha bắn thắng vào vị trí của Cường K34 của Hiếu Mít. Tỷ số được sang bằng 15 đều. Xin chào Ngọc Trâm, xin chào Quốc Tài và 118.000 khán giả đang theo dõi livestream nha. Vẫn rất là mong bình luận cho Ngọc Trâm một trận đấu nhưng mà vẫn chưa được. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra đối với Cường K34, bóng đó không quá khó. Mặc dù là quả đánh thẳng cũng bóng sát lưới nhưng bóng không có bất ngờ và không có mạnh thưa mọi người. Nhưng mà Cường K34 xử lý drop shot, bóng không qua lưới mất rồi. Xin chào Đặng Trần Việt Mỹ. Lại là một quả bắn thẳng vô lề nữa thưa quý vị. Và tỷ số được rút ngắn 15-40. Xin lỗi, được nâng lên 15-40 và 1-2-3 cơ hội giành break cho Hiếu Mít và vận động viên trẻ Tuấn Hải Sơn. Chúng ta hãy chờ xem họ có lấy được break hay không. Bung trái. Và bay cao nào, và bay cao nào. 30-40. Xin chào anh Nam nha. Nguyễn Phi Anh Vũ, nội dung 2150 ngày mai đánh luôn nha Nguyễn Phi Anh Vũ. 2150 ngày mai đánh chung với 2400 luôn.
40 đều bóng vàng, chắc chắn Hiếu Bích sẽ là người đấu bóng vàng rồi. Anh Kiệt Sara đã bắt đầu đổi nhịp vào bóng rồi, anh vào rác hơn, anh không vào kick serve nữa, anh quyết định vào flat và anh đẩy bóng dài. Bóng vẫn còn. Ây da, ngắn qua rồi và Hiếu Mỹ sút penalty rất nhẹ nhàng thưa quý vị. Vậy là break point rồi, và break point ở game thứ 3 cho Hiếu Mỹ và vận động viên trẻ Tuấn Hải Sơn của chúng ta. Vẫn chưa thấy chị Trang Hải Sơn vào xem livestream. Tài Hà hài lắm. Xin chào Đình Khanh, xin chào Nguyễn Tuấn, Nguyễn Mạnh Tiến. Vận động viên lần này lại không gọi sai tên của Nguyễn Mạnh Tiến nữa rồi. Vận động viên là chuyên gia gọi sai tên của anh Nguyễn Mạnh Tiến luôn đó mọi người. Tại vì anh đặt ra tên không có dấu á, nên bình luận viên cứ Tiến Nguyễn Mạnh, Mạnh Tiến Nguyễn, Nguyễn Mạnh Tiến. Bình luận viên gọi lung tung beng hết. Hôm qua thì anh Nguyễn Mạnh Tiến anh nhắc bình luận viên, một khán giả quen thuộc của bình luận viên. Hai anh em rất là vui. Quay trở lại với diễn biến chính của trận đấu thì kết thúc game thứ 3. Vậy là breakpoint đã thuộc về cho cặp đội Hiếu Mít và vận động viên trẻ Tuấn Hải Sơn của chúng ta. Vận động viên trẻ đến từ Đồng Nai. Xin chào chị Phương Masa nha. Và đây là giải nhà khoa Bình An, Peace Dentistry. Và mọi người nhớ nha, đi làm răng thì làm răng ở đâu nha mọi người. Làm răng ở chỗ khác là không có tennis coi đâu nha. Nên mọi người nhớ nha, hãy nhớ tới nhà khoa Bình An. Nhà khoa Bình An có tổng cộng 7 chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Và hệ thống nha khoa Sài Gòn Biên Hòa cũng là chung một hệ thống với hệ thống nha khoa Bình An luôn nha mọi người. Đã giao bóng không tốt và bóng đi thẳng vào vị trí của Hiếp đấy. Hiếu Mít, và Hiếu Mít dứt điểm rất là gọn gàng. Anh Nguyễn An, chị Trang đi cầu nguyện rồi. Anh cao rượu ở Đồng Nai đừng lấy cúp nữa, vận động viên trẻ nhé, tụi em phải nhậu mệt lắm. Ok. Đã nhậu mệt còn nhức đầu nữa anh cao rượu. Hay quá mọi người ơi. Vận động viên trẻ của chúng ta vẫn đang đánh rất là hay. Trời ơi, bình luận viên vừa khen xong anh Tuấn anh đập một cái tới hàng rào sang bên kia luôn mọi người ạ. Tỷ số bây giờ là 15 đều. Anh Tuấn mà kỳ này anh có cúp nữa thì cái sân A29 là nó lỗ chỗ hố bơm luôn nha mọi người. Kho đạn Long Bình là nó dời về sân A29 luôn. Trả bóng ra ngoài, bình luận viên chỉ nói đùa thôi nha. Anh Tuấn thì anh cũng không có phải là nổ đâu. Anh chỉ hơi sướng một chút xíu thôi chứ anh không có nói quá sự thật. Bình luận viên, nhưng mà anh em thì hay chọc ghẹo anh theo cái xu hướng đó. Hơi nhức đầu chút xíu. Xin chào chị Ngọc Bích Trần nha, xin chào Thanh Xuân, Hiếu Phạm, Trác Phạm, Dũng Hoàng và các khán giả đang theo dõi livestream. Tỷ số đang là 2-1 và 15-30. Ưu thế một rác vẫn đang nghiêng về cho vận động viên trẻ Tuấn Hải Sơn và vận động viên Hiếu Mít. Bật vô lề không tốt và 15-40 và 3 cơ hội để đòi lại break và sang bằng tỷ số, đưa trận đấu quay trở về vạch xuất phát cho cặp đôi Cường K34 và anh Kiệt Sara. Chúng ta hãy chờ xem vận động viên trẻ chúng ta làm thế nào để giữ được game cầm vào bóng đây. Dĩ nhiên là vận động viên rất là thân thương với khán giả Đồng Nai và đặc biệt là gia đình anh Tuấn, chị Trang, nên chắc chắn là vận động viên chọc kẹo thì anh Tuấn không có buồn nha. 40-30, một break point đã được cứu rồi. Anh cao rượu, bình luận viên có được nghe đâu, tụi em nghe thôi. Ok nha. Điểm bị ngược hả? Điểm bị ngược. 30-40. Đúng rồi, điểm bị ngược rồi. 30-40 chứ không phải 40-30. Khán giả nhắc điểm bị ngược. Và đó là break point thưa quý vị. Ủa không? Mấy rồi ta? 40 đều. Một bóng lỗi. Khoan, để sau pha bóng này để bình luận viên sẽ điều chỉnh tỷ số. Trả vào bóng không tốt rồi thưa quý vị. 40 đều hay không? Không phải là 40 đều, vậy là phần thắng đã được và tỷ số đã được nâng lên 3-1 cho vận động viên trẻ Tuấn Hải Sơn và Hiếu Mít rồi. 1-3. Game tiếp theo thì Cường K34 sẽ là người cầm vào bóng. Vậy là anh Tuấn đã giữ được game cầm vào bóng của mình. Vùng trái. Hiếu Mít có bóng rồi, dừng bóng rồi.
bỗng bay từ sang bên cạnh sang rồi. Xin chào chị Huyền Cơ Niên nhé, xin chào Bảo Trọng và các khán giả đang theo dõi livestream nhé. Giao lại 4-1. Một bóng lỗi. Tỷ số đang là 1-3 và 30-40. Lớp bóng kia. Phản công của anh Tấn, tuy nhiên bóng nhẹ quá mọi người ạ. Không được rồi, đó là pha xử lý lưới không tốt của vận động viên trẻ Tấn Hải Sơn. Anh khá là bực mình trong pha xử lý vừa rồi của mình. Hai vận động viên bên này đang không cho Hiếu Mít chơi game luôn mọi người ạ. Bóng liên tục được cài về phía anh Tấn Hải Sơn. Tỷ số bây giờ là 15 đều. Smartphone không phạm bất kỳ sai lầm nào. 30-15. Nhịp điệu trận đấu diễn ra so với trận này là như vậy là khá là chậm nha mọi người. Trả vào bóng rất hay của Hiếu Bích thưa quý vị. 30 đều đúng không trong tay? 40-15. Đây là 40-15 mọi người ạ. Bình luận viên lại nhớ sai tỷ số. Anh cái anh ngồi bấm tỷ số kế bình luận viên, ảnh mệt mỏi với bình luận viên luôn mọi người ạ. Ảnh mệt mỏi, anh quá mệt mỏi, anh trầm cảm với bình luận viên luôn. May là giải lần này ngồi kế trọng tài hay quá, bóng vẫn còn. Clip lớp cũ sở trường của Tấn Hải Sơn, tuy nhiên vẫn không làm gì được cường ca 34 cả. Không được rồi, 40-30, đó là một pha đội công rất hay của bốn vận động viên và phần thắng nghiêng về cho vận động viên trẻ Tấn Hải Sơn và Hiếu Mít. Hiếu Mít thì hơi lớn tuổi rồi, còn anh Tấn thì vẫn còn trẻ lắm. Anh đánh như mới 18 tuổi thôi mọi người ạ. Xin chào bác sĩ Việt nha. Ngoài Nam Lê lưới anh Tấn yếu quá thì dĩ nhiên đây là nội dung 1950 điểm mà hồi nãy ơi, lưới anh Tuấn thì không hề yếu nha, nhưng mà ở trình này thì lưới anh Tuấn chỉ đủ chơi thôi, còn phần gánh vác thì phải là phần của Hiếu Mít. Lớp bóng quá non, đó là một cú clip lớp từ phía trái tay nhưng rất non của Hiếu Mít rồi, và tỷ số đã được nâng lên rút ngắn 3-2 cho cặp đôi Cường K34 và Kiệt Sara. Ưu thế một rác thì vẫn đang nghiêng về cho cặp đôi Hiếu Mít và anh Tuấn Hải Sơn, và game tiếp theo thì Hiếu Mít sẽ là người cầm vô bóng. Xin chào Lão Trung Hiếu nha, Hoàng Huy Chương và 100 xin chào anh Huỳnh Phú Quý. Anh Gia có quýnh không Gia? Vậy là anh Gia anh đang tận hưởng niềm vui của giải tennis lần này mọi người ạ. Danh thủ Huỳnh Phú Quý, tay vợt số 2 quốc gia một thời của chúng ta, tên thường gọi là anh Gia, anh Gia bụng to. Xin chào Reno Nguyễn và các khán giả đang theo dõi livestream. Cặp đôi Gia Dẹo, anh Gia ngày xưa với Trang thầy Dẹo Sara, Trang Ngọc Trí là một cặp đôi cũng huyền thoại của tennis Việt Nam một thời đó nha mọi người. Bình luận viên mặc áo đỏ KKK hả? Ok, bình luận viên mặc áo đỏ nha, sợ đâu mà hay quá vậy. Mọi người đang theo dõi giải quần vợt diễn đàn tennis Infinity và tranh cúp nhà khoa Bình An Peace Dentistry nha mọi người. Peace Dentistry với câu slogan là nụ cười bình an và tâm hồn bình an. Slogan bình luận viên nhắc lần thứ N luôn. Và mọi người nhớ nha, xem tennis xong thì đi làm răng ở đâu thì biết rồi đó. Làm răng chỗ khác là bình luận viên giận lắm đó. Không có tennis đâu mà coi hoài đâu đó nha. Hệ thống nhà khoa Bình An với 7 chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh và bao gồm luôn cả Biên Hòa luôn nha mọi người. Cứ search Peace Dentistry và nhà khoa Bình An là địa chỉ đáng tin cậy để cho chăm sóc răng miệng cho các bạn nhé. Bây giờ thì Hiếu Bích cầm dao bóng, tỷ số hay quá. Đó là một pha, đó là cầu trả lời từ phía anh Kiệt Sara, một cú trả dao bóng cực rạc về ngay xuống chân của Hiếu Bích luôn thưa quý vị. 3-2 và 0-15.
Hay quá, đó là một pha bắt quá điều nghề của vận động viên trẻ Tuấn Hải Sơn. Thưa quý vị, vận động viên không nghĩ là tư thế rất khó, nhưng Tuấn vẫn tung ra được một cú cài bóng ngắn, một cú bắt vô lê nghịch rất là hay luôn. Tỷ số được san bằng 15 đều. Bật lưới hay quá của Cường K34. Hai bên bắt đầu mở máy chạy rồi mọi người ạ. Cả kết thúc thăm dò nhau rồi. Bây giờ là xuất hiện những pha đội công cực kỳ hấp dẫn cho trận đấu playoff này. Khi bước vào lượt trận này thì các vận động viên không còn quyền cứu sinh nữa, và ai thua thì phải chia tay nội dung đội nào 1950 điểm thôi. Kịp không? Hay quá, phản xạ rất tuyệt vời của vận động viên trẻ Tuấn Hải Sơn. Tuy nhiên thì bên kia còn hay hơn nữa thưa quý vị, và Hiếu Mít một pha móc màng của Hiếu Mít, tuy nhiên thì bóng không qua lưới. 15-40 và ba cơ hội để đòi lại break cho cặp đôi bên kia, không biết là họ có làm được hay không. Chúng ta hãy chờ xem những diễn biến tiếp theo của trận đấu này. Trận đấu bây giờ nó đã quyết liệt và nó đã hồi hộp và căng thẳng hơn rất là nhiều. Trời ơi, một quả bắn bóng dễ sợ của Hiếu Mít, quá hay liên tục. Vận động viên rất là ghiền cái forehand của Hiếu Mít nha mọi người. Cái forehand Hiếu Mít từng có một thời gian thi đấu chuyên nghiệp, tuy nhiên thì anh bị có vấn đề về tim một chút, nhẹ một chút xíu, nên anh hay quá, bóng vẫn còn. Tuyệt vời đó quý vị, đó là xử lý quá hay của Kiệt Sara. Bình Luận Nguyên cứ nghĩ đó, anh ngửa cổ tay, Bình Luận Nguyên cứ nghĩ là anh sẽ nhấn bóng dài tiếp tục, tuy nhiên không, đó là một cú drop shot. Bóng rất nặng nha mọi người, thực hiện drop shot thì không hề dễ dàng một chút xíu nào quý vị. Bóng rất nặng nha, một lip lớp. Không, bóng không hề nặng, Bình Luận Nguyên nhớ sai rồi. Một cú, Bình Luận Nguyên nghĩ là, nói sao ta, nói nhanh quá liếu cả lưỡi. Nghĩ là trong bóng nó cao như vậy thì anh Kiệt Sara anh nhấn bóng dài hoặc là anh dứt điểm, nhưng không, anh thực hiện một cú drop shot rất là tinh quái, và Hiếu Bích cũng khá là bất ngờ. Và tỷ số đã được san bằng 3 đều thưa quý vị. Xin chào Rio Anh, xin chào Lê Nguyên Khang, xin chào Nguyễn Hoa, xin chào Lan Ngọc và các khán giả đang theo dõi livestream nha. 138.000 khán giả. Hay quá. Không được rồi, Cường K34 và Kiệt Sara bắt đầu thi đấu đúng phong độ của mình rồi. Họ nhập cuộc không thật sự tốt. Mình là quen phải công nhận là Cường K34 và Kiệt Sara nhập cuộc hơi muộn một chút xíu. Nhưng bây giờ họ đã quay lại đánh đúng đẳng thầy thợ của mình. Và họ đánh rất là dữ luôn thưa quý vị. Liên tục là những pha xử lý rất là đẳng cấp của từ cặp đôi này. Hiếu Mít chắc phải mở máy chạy thêm một chút xíu, chứ vận động viên trẻ của chúng ta thì như mình luôn thấy là hơi xì rồi nha mọi người. Đúng không mấy anh em Đồng Nai đang theo dõi livestream? Không được rồi. Trụ lệ quá hay của Cường K34, một cú đánh như tát vào mặt người yêu cũ của Hiếu Mít luôn. Tuy nhiên thì không làm gì được Cường K34 cả. 30-0. Vòng mấy rồi anh ơi, đây là trận playoff nha Susu. Trận playoff đầu tiên. Hôm nay là playoff gì thì cũng được like hết nha mọi người. Miệng đưa vào sân đây là lên sóng hết. Lớp bóng ra ngoài, đó là pha buông bóng chính xác của Hiếu Mít. Lớp bóng quá sâu của Kiệt Sara. Mình Luân Nguyên cứ quen mồm Kiệt Sara và Kiệt Thanh Đa. Luân Nguyên tại vì mình Luân Nguyên bình luận cho anh Kiệt Thanh Đa nhiều hơn. Cài bóng ra ngoài và 30 đều rồi quý vị. Không, 40-15. Trọng tài gào lên với mình Luân Nguyên, sai lần thứ N luôn. Trọng tài cũng rất là bực bội, ngồi đây mà nghe mình Luân Nguyên đếm tỷ số là trọng tài ngồi trên ghế trọng tài mà còn phải gào lên mọi người ạ. 40-15. Sao mày sai hoài vậy? Trả cho bóng không tốt và tỷ số đã được nâng lên 4-3, và một tiếng hét phấn khích từ phía anh Kiệt Sara. Cặp đôi Kiệt Sara Cường K34 sau khi nhập cuộc không tốt thì bây giờ họ đã đánh đúng phong độ của mình thưa quý vị, đúng phong độ thầy thợ của mình, và họ đang đánh rất là hay và họ đang vươn lên dẫn trước với tỷ số là 4-3. Hai đội tạm đổi sân và đổi giao bóng. Mọi người đang theo dõi nội dung đối nam 1950 điểm giải quần vợt chiến đăng tennis Infinity, tranh cúp nhà khoa Bình An Peace Dentistry, một giải rất là lớn được tài trợ bởi nhà khoa Bình An với 10 nội dung thi đấu và diễn ra trong 5 ngày luôn mọi người ạ. Và đây là ngày thi đấu kế cuối. Ngày mai thì vào 9 giờ sáng ngày mai thì sẽ diễn ra các lượt trận của nội dung 2150 điểm và siêu cúp 2004. Mà Bình Luận Viên cũng xin nhắc cho mọi người là siêu cúp 2004 đôi khi giải quốc gia còn kiếm không ra 2004 nha mọi người.
2004 là đôi khi kể cả giải vô địch quốc gia cũng kiếm không ra nha mọi người, không hề dễ dàng để quy tụ 6 con cọp nếu mà 12 vận động viên trình cao mà thi đấu với nhau trong một ngày thì bình luận viên nghĩ là giải quốc gia cũng không có được đâu. Rất là hiếm, mọi người có thể để ý xem. Mọi người có bao giờ thấy mà ví dụ như Phạm Minh Tuấn, Văn Phương và những tay vợt đỉnh cao như vậy đứng với nhau không? Ngoại trừ thi đấu giải quốc tế thôi, chứ quốc gia thì nhiều khi còn bị tách ra nữa đó, đúng rồi. Quốc tế David Cup thì mới đứng chung với nhau, chứ còn Bình Luận Viên thấy là cả suốt để coi suốt 2 năm nay như không có đứng chung với nhau được luôn, ngoại trừ thi đấu SEA Games hay quốc tế thôi, chứ còn giải vô địch quốc gia là đứng tách ra luôn, đứng theo team, theo đội tuyển hết. Đúng rồi Trần Hoàng Quân, dĩ nhiên là 2004 là khán giả quá mong chờ rồi, thì chắc chắn là sẽ được đánh trên sân số 1 rồi, phải được ưu tiên thôi. Đâu có dễ mà các ngôi sao xuất hiện nhiều như vậy, hầu như là 10 thứ hạng đầu của Việt Nam là đều có mặt. Đó là một pha lấy bóng không tốt của Hiếu Mít thưa quý vị. Tỷ số là 0-15, tỷ số đang là 3-4 và 0-15. 10 tay vợt, 10 hạng đầu của quốc gia đều có mặt ở trên sân số 1 vào ngày mai mọi người nha. Mọi người sẽ không bỏ lỡ trận đấu nào cả. Đánh bóng không qua lưới, tỷ số được sang bằng 15 đều. Mai sau 9 giờ sáng nha, tên sẽ quan rồi. Các vận động viên trình cao của chúng ta chắc chắn là không bao giờ đánh sau 9 giờ sáng cả. Cứ sau 9 giờ sáng mọi người cứ theo dõi Fanspace đi. Và để cho pha dứt điểm rất là gọn gàng của Hummet, tỷ số được nâng lên 30-15. Xin chào 170.000 khán giả đang theo dõi livestream nha. Và nếu mà ai có điều kiện ở gần thì bình luận viên nghĩ là mọi người nên đến sân để cổ vũ cho các vận động viên thi đấu. Tại vì sự xuất hiện của các vận động viên, của các cổ động viên trên sân thì sẽ hỗ trợ về mặt tinh thần, và các vận động viên sẽ đánh máu lửa hơn rất là nhiều mọi người nha. Và buồn bóng chính xác của vận động viên trẻ Tuấn Hải Sơn của chúng ta. Xin chào chú Hề Hồng Anh. Những cặp nào bình luận viên nhớ tên từng cặp không? Bình luận viên nhớ rất là rõ luôn nha mọi người. Tại vì content của các vận động viên này thì bình luận viên cũng có tham gia, nên chắc chắn là bình luận viên sẽ nhớ tên tất cả các vận động viên. Đắc Tiến sẽ đứng với Lý Hoàng Nam, Phạm Minh Tuấn sẽ đứng với Trình Linh Giang, mọi người thấy ghê gớm không? Tất Thái Nguyên sẽ đứng với Từ Lê Khánh Duy, Văn Phương sẽ đứng với Kenny Bull, cặp đó cũng đăng ký. Hoàng Thành Trung đứng với Lê Quốc Khánh, Giang Thành đứng với Minh Đức. Mọi người không được rồi, đó là pha xử lý quá vụng về của vận động viên trẻ Tuấn Hải Sơn thưa quý vị. Bóng không quá khó và anh xử lý quá vội vã, lẽ ra anh nên để bóng nó nảy xuống đất một cái thì anh xử lý nó hay, anh xử lý hay hơn mọi người ạ. Xin chào Nam Nguyễn, xin chào Võ Kiệt nha. Nhật Trần nhớ rõ tên của các cặp chưa? Lục Hổ, Tranh Hùng vào ngày mai, Đắc Tiến, Lý Hoàng Nam, Phạm Minh Tuấn, Trịnh Linh Giang. Mọi người mà thấy Phạm Minh Tuấn mà đứng chung với Trịnh Linh Giang thì chỉ có giải quốc tế thôi, chứ giải quốc gia còn ít khi đứng chung nữa đó, đúng không mọi người? Lâu lắm rồi, 2 năm nay. Mọi người có thể thấy pha chụp bóng gọn gàng của Hiếu Mít thưa quý vị. Ai ở gần thì Bình Luận Viên nghĩ là nên đến sân để xem. Bình Luận Viên nghĩ là ở sân xem thì nó sẽ cực kỳ hay luôn. Không biết là ngày mai ban tổ chức có bố trí dù rồi cho các khán giả hay không, chứ 2004 xem ở ngoài thích lắm mọi người ạ. Xin chào Na Đanh Chất nha, Phạm Hồng Tiên, Võ Kiệt, Nam Nguyễn nha. Tỷ số đã được sang bằng 4 đều rồi. 4 đều đúng không cơ? 4 đều game tiếp theo, game bản lề. Bắt đầu từ game này trở đi thì thế trận nó sẽ quyết liệt hơn rất là nhiều và Bình Luận Viên sẽ tập trung vào trận đấu. Trọng tài xác định bóng ngoài đối với một pha đập phát dễ sợ của Cường K34, nhưng trọng tài xác định là bóng đi không chính xác rồi. Tỷ số bây giờ là 0-15. 0-15 và 4 đều. Bây giờ mà mất break thì không có cơ hội nào để làm lại cả. Như Bình Luận Viên vẫn hay thường nói thì break nó sẽ rất là quan trọng ở game 8-90. Hay quá. 0-30 thưa quý vị, đó là một cú trái tay dọc dày quá đẳng cấp của Hiếu Mít thưa quý vị. Ở vị trí rất là khó, anh vẫn tung ra được một cú dọc dày dễ sợ. Trả bóng ra ngoài, lớp bóng không thành công. Chắc chắn là anh Tuấn sẽ sử dụng chiến thuật lớp bóng lên lưới thôi, chứ còn anh đứng ở dưới phòng thì chắc chắn Hiếu Mít không được chơi game.
Đỗ Thanh Bình 2004 anh có thể lay đủ các trận không? 2004 thì chắc chắn không có trận nào bị bỏ lỡ hết, kể cả trận playoff mọi người nha. Pha buông bóng chính xác của Kiệt Thanh Đà. Ôi xin lỗi, của Kiệt Sara và Cường Cao 34, tỷ số được rút ngắn. 30 ơ xin lỗi được sang bằng 30 đều. Xin chào Phạm Ngọc Chiến nha, chia sẻ cho thầy tóc dài đi Chiến ơi. Hay quá, hay quá. Đó là pha xử lý rất là tinh quái của anh Kiệt Sara, bởi vì anh đánh không mạnh nhưng rất khéo bởi vì Hiếu Bích, mặc dù anh đã phán đoán được ý đồ Kiệt Sara, tuy nhiên thì anh theo bóng không kịp luôn. Hay quá, bóng vẫn còn. Pha đôi còng lưới rất hay của anh Tuấn Hải Sơn và Kiệt Sara. Bóng vẫn trong sân. Quá đẹp thưa quý vị, đó là một pha múa rất hay của vận động viên trẻ Tuấn Hải Sơn chúng ta. Ai chê anh Tuấn đánh lưới yếu ở đầu đâu, vào xem anh Tuấn đôi công lưới cho pha vừa rồi quý vị. Ai bảo anh Tuấn đánh lưới yếu đâu. Mọi người có thể thấy là đó là pha đôi công lưới rất là hay luôn. 40 đều bóng vàng. Quả bóng lấy đi bao nhiêu nước mắt đây. Một bóng lỗi. Hay quá mọi người ạ, pha đôi công lưới vừa rồi quá hay. Trời bây giờ nó nhiệt độ nắng, bây giờ nó đã giống như ngày hôm qua rồi, nó không còn dịu dàng như buổi sáng sớm nữa rồi. Không thể tin được, không thể tin được, đó là lỗi vào bóng kép của anh Cường K34 quý vị. Hai anh đã đánh rất là hay trong trận đấu này, tuy nhiên thì sai lầm rồi mọi người ạ. Break point rồi mọi người ạ. Sai lầm ở game 8-9-10 thì rất là khó, đặc biệt đây là nội dung đôi nam 1950 điểm, rất là khó để có cơ hội làm lại khi game tiếp theo thì người cầm dao bóng là Hiếu Mít kèo chủ lực ở bên kia nữa. Anh Bùi Thế Dương trời này đánh nổi là quá khỏe, vận động viên phải khâm phục luôn mọi người ạ. Đánh trình cao nó tốn sức dữ lắm thì các vận động viên phải di chuyển và rất là căng cơ. Nhiệt độ bây giờ thì nó tầm 36-37 độ. Để bên vận động viên xem dự báo thời tiết mọi người nha. 37 độ mọi người, 37 độ, nóng hơn, nóng nhất luôn. Hồi sáng thì trời nó dịu nhất trong ngày hôm qua, nhưng mà hôm nay vào giữa trưa thì nó nóng nhất trong 3 ngày vừa qua rồi. Một bây giờ 37 độ tại sân Lan Anh, thành phố Hồ Chí Minh. Hèn gì bình luận viên thấy không khí nó thay đổi một cách cực kỳ đột ngột luôn. Rằng Hoàng Quân, bình luận viên liên tục mấy ngày nóng cũng quá khỏe. Bình luận viên thì quen rồi, bình luận viên ngồi dưới dù dưới cây nữa nên cũng khá là quen rồi. Game tiếp theo Hiếu Mít cầm dao bóng, bây giờ phải quay trở lại không dám dối mọi người nữa. Trời, game này là cực kỳ căng thẳng đây. Chúng ta hãy chờ xem những diễn biến tiếp theo của trận đấu này. Một bóng lỗi, tỷ số là 5-4, ưu thế một rác. Hiếu Mít cầm dao bóng, trời này đánh 3 trận là chuột rút nha mọi người. Nóng dễ sợ lắm, 37 độ. Anh Nguyễn An, bình luận viên kêu cho anh Tuấn mình đổ xì đi. Không, anh Tuấn vẫn còn khỏe, đây mới là trận 2 thôi. Ba trận thứ 3 thì anh Tuấn mới xuống. Hay quá mọi người ơi. Anh Tuấn. Pha sút penalty của Hiếu Bích, bóng đi ra ngoài và kiến thức. À, xin lỗi, và một tiếng thét đầy phấn khích từ phía Kiệt Sara. Cặp đôi bên kia sau khi mất break ở game rất là quyết định, game thứ 8, thì họ đang rất là nỗ lực ở game thứ 9 này để đưa trận đấu vào lọt tại break. Không biết là họ có làm được hay không. 0-15. Hay quá! Đó là cú bắt trái tài quá hay của Cường Cao 34. Hiếu Bích chạy rất nhanh và te luôn thưa quý vị, nhưng vẫn không có thể chạm được vào bóng luôn. Một cú bắt quá đẳng cấp của Cường Cao 34. Tỷ số là 0-30 thưa quý vị. Hay quá mọi người ạ. Hai bên đang đối công với nhau rất là quyết liệt. Không sao, không sao, hút đi. Anh xịt mũi rồi. Thoải mái thôi. Hồi sáng anh bị viêm mũi mà lúc mà mấy ngày nay không có sử dụng cái xịt đó. Giờ thoải mái. Hay quá. Nhưng mà Kiệt
Thanh Kiệt xa ra còn hay hơn nữa mọi người ơi. Một cú passing ra màn quá hay. Liên tục là hai pha xử lý quá đẳng cấp từ phía Kiệt Sara và Cường K34 thưa quý vị. Một cú bắt vô lệ trái tay và sau đó là một cú Rizlat, một cú mọc màn quá hay của Kiệt Sara đã đem về 1, 2, 3, 4 cơ hội để đưa trận đấu quay trở về và xuất phát và phải phân định thắng thua bằng loạt tiebreak. Bây giờ trận đấu nó mới quyết liệt, bây giờ trận đấu nó mới căng thẳng. Hiếu Bích sẽ làm gì để kết thúc trận đấu sớm đây? Nếu mà để chiến thắng bằng tiebreak ở dưới thời tiết 37 độ C như thế này thì không ai muốn cả mọi người ạ. Không một người nào muốn cả. Đã vào bóng ra ngoài, một break point đã được Hiếu Mít cứu rồi. Quá hay đúng không mọi người? Xin chào Hòa Đồng Tháp, xin chào Phạm Ken, Trương Huy và các khán giả đang theo dõi livestream nha. Hai break point đã được Hiếu Mít cứu rồi, 30-40. Bình luận viên nhấp gặp Cường 30K34 và Kiệt Sa ra thắng. Anh Trọng Nguyễn thưởng 20 chai giúp. Dạ ok nha anh Trọng. Thưởng 20 chai luôn hả? Trời ơi lớn quá vậy. Hay quá mọi người ơi. Hay luôn. Kịp không? Vẫn cứu kịp. Hay quá. Hay luôn. Hiếu Mít. Hay luôn. Không được và bóng đang nghiêng về cho trong pha vừa rồi đã nghiêng về cho Kiệt Sara và Cường K34. Anh Trọng nhắn Cường K34 với Kiệt Sara thắng trận này thưởng 20 củ. Đã comment trên livestream nha. Cường ơi, anh Trọng nhắn là thắng thưởng 20 củ đó nha. Quá hay thưa các bạn. Một trận đấu quá xuất sắc của bốn vận động viên luôn. Anh Tuấn Hải Sơn hồi nãy bình luận viên có chọc ghẹo anh chút xíu với trận này anh đánh cực kỳ hay luôn. Đặc biệt là càng về cuối anh Tuấn đánh càng hay. Bắt lưới cực kỳ điệu nghệ và cực kỳ đẳng cấp luôn. Mà tuy nhiên thì trong những game vừa qua thì Cường K34 và Kiệt Sara hay hơn. Tie break bắt đầu. Điểm đầu tiên thì Kiệt Sara cầm vào bóng. Bắt vô lề ra ngoài của Cường K34. 20 chai, 20 củ chứ không phải là 20 chai nha chủ tịch Hòa Đồng Tháp. Anh Trọng Nguyễn. Trọng Nguyễn là một ông bầu rất là lớn nha mọi người. Mọi người biết bầu Trọng không? Anh Trọng Nguyễn không có nói đùa đâu. Trả vô bóng ra ngoài, tỷ số là 2-0 trong loạt tiebreak này cho anh Tuấn Hải Sơn và Hiếu Mít. Xin chào Huỳnh Phương Nguyễn, xin chào Tính Trung Thiện và gần 200 khán giả, 200.000 khán giả đang theo dõi live stream nha. Tại Hòa Đồng Tháp không có Sài Gòn không có biết á. Còn các bầu thì bình luận viên nhớ tên hết á. Và tỷ số đã được rút ngắn 2-1 và mini break đã được đòi lại. Một pha xử lý rất tinh quái từ phía Kiệt Sara. Anh xử lý rất là điềm tĩnh quả bóng đó mà đánh ngang thì anh Tuấn anh bắt chết ngay đúng không quý vị. Và anh lớp cực kỳ sâu luôn, lớp không cho Hiếu Mít có cơ hội lót luôn. Hay lắm, hay lắm. Trận đấu vẫn còn rất là hay. Xin chào Tính Trung Thiện nha. Xin chào Tô Minh Tiền. Đồng ý vụ lê lớp. Tuy nhiên thì bóng nó hơi dài rồi. Tỷ số là 3-1. Vậy là một mini break đã được Hiếu Mít đòi thêm nữa cho cặp đôi về cặp đôi của mình. Xin chào Nguyên Hà nha. Và 200.000 khán giả đang theo dõi livestream. 1-3. Điểm tie break tiếp theo, điểm thứ 5. Để lấy 20 củ không hề dễ dàng một chút xíu nào đúng không mọi người. Hay quá. Bóng ngoài rồi. Và tỷ số đã được rút ngắn xuống 3-2. Vì 20 củ khoai này mà bình luận viên cứ đứng nhóm lên nhóm xuống ngoài. Không biết là Cường K34 và Kiệt Sara có lấy được 20 củ khoai này về cho vợ con không? Chúng ta hãy chờ xem. Quốc Khánh cười lớn quá bình luận viên ơi. Ok nha. Hòa Đồng Tháp ở miền Tây là 20 chai, 20 chai Ken hoặc Tiger hả? Bóng vẫn còn.
Anh Tuấn không được rồi. Đó là cú vẫy của tài sở trường của anh Tuấn, nhưng lần này anh qua hơi muộn rồi mọi người ạ. Và tỷ số bây giờ là 3-0, và phần thưởng 20 củ của anh Trọng Zoho đang rất là kích thích cặp đôi Cường 3K34 và anh Kiệt Sara. Họ đang chiến đấu vì 20 củ khoai này, chức vô địch không còn quan trọng nữa. 20 củ khoai nó sướng hơn rất là nhiều, đánh hai trận có 20 củ khoai. Ok nha mọi người. Ở đây người ta chơi củ thiệt không à, không có ai chơi bia đâu nha. Xin chào Khanh Tennis Cà Mau. Khanh Cà Mau đang theo dõi trận đấu này. Nghe cái hơi 20 củ khoai là tự nhiên 200.000 khán giả bơi vào liền đúng không mọi người. Trận đấu đang diễn ra về cuối rất là quyết liệt, rất là căng thẳng và cực kỳ mãn nhãn luôn. Hai bốn vận động viên đều khẳng định đẳng cấp của mình ở những pha đánh bóng cực kỳ hay luôn. Bây giờ là 3-0, 5-0 và 3-0 thôi mọi người. Trận đấu quá hấp dẫn, quá căng thẳng, quá quyết liệt và quá đang xem luôn. Ai nói playoff không hay đâu. Vận động viên ngày xưa vận động viên nghĩ là playoff là không hay, nhưng mà ở trình này thì trình thầy thợ, vận động viên nào đánh cũng hay, họ thi đấu với nhau bằng phong độ cả. Chúng ta hãy chờ xem những diễn biến tiếp theo của trận đấu này, liệu 20 củ sẽ thuộc về Cường K34 và anh Kiệt Sa ra không, chúng ta hãy chờ xem. Hứa Mít cầm dấu bóng 3-0. Bóng vẫn trong sân. Hay quá. Không, lần này thì vận động viên trẻ Tuấn Hải Sơn dứt điểm quá gọn gàng đưa quý vị. Và tỷ số được nâng lên 4-3. 3-4. 3-4. Vào bóng rất nặng, quát vật và một tiếng thét, một tiếng thét giải tỏa của Kiệt Sara thưa quý vị. Trận đấu quá hay, thơm ngon tới giọt cuối cùng đúng không mọi người, căng thẳng và hồi hộp trong từng pha bóng luôn. Xin chào Trí Lan Anh nha, danh thủ Trí Lan Anh cũng đang xem trận đấu này. Hiểu Mít hay quá, không được rồi, một pha đánh bắt bài của Mít, tuy nhiên thì bóng nó rút lưới rồi và 4-3 cho Kiệt Sara và Cường K34. Anh Kiệt đang rất là phấn khích thưa quý vị. Căng thẳng với nhau từng hoa bóng một, thơm ngon tới giọt cuối cùng luôn. Một trận đấu quá đang xem và quá hay của bốn vận động viên, mọi người thấy không? Mới có 1950 thôi mà nó hay như thế này thì ngày mai 2150 và 2004 nó hay như thế nào nữa, mọi người hiểu rồi ha. Ngày mai còn không biết đến sân mà xem. Ây da, quát vợt rồi thưa quý vị. Và break point mini break rất là quan trọng của đã được thuộc về Cường K34 và anh Kiệt Sara khi họ đã lên 6 trước và 4-6. Và chiến thắng đã thuộc về Cường K34 và Kiệt Sara, và phần thưởng 20 củ khoai đã thuộc về họ thưa quý vị. Xin chúc mừng và vận động viên trẻ Tuấn Hải Sơn và Hiếu Minh, mặc dù đánh rất là hay trong trận đấu này nhưng mà vẫn phải ra bãi gửi xe thưa quý vị. Và đó là tiếng thét đầy phấn khích của Kiệt Sara và Cường K34 cameraman zoom vào hai vận động viên thắng trận này đây. Hay quá mọi người ạ. Một trận đấu rất là đáng xem và thu hút rất là đông khán giả. Hay quá. Bình Luận Viên xin phép được tạm dừng livestream để chuẩn bị sớm cho trận đấu tiếp theo mọi người nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong ít phút nữa. Nghỉ trưa thì chém gió của Bình Luận Viên nha mọi người. Lên mạng đi.